Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Thì hôm nay em lên cho mọi người là 10 sản phẩm sưu tầm để cho mọi người có thể lựa chọn. Nếu mọi người có muốn tham khảo thêm về sản phẩm, mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em với số 0941028827. Thì trước mắt mọi người thấy đây là mã số 1, đó chính là một bộ set trà Imari. Và đặc biệt hàng này là hàng chuyển vàng nha mọi người. Dòng này là dòng Imari Gold nha. Đây, như mọi người thấy, mỗi set là một hai gian họa tiết ngũ sắc khác nhau, viền vàng, và hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng hết nha. Đấy, và đây là dĩa của nó, cực kỳ đẹp luôn. Thì đầu tiên em sẽ đo cho mọi người, đó chính là kích thước của ly. Miệng ly kích thước là 9 xăng, và chiều cao của cái ly này là tầm 7 xăng nha mọi người. Và đường kính của miệng dĩa lót là 15.5 xăng. Và hàng này là hàng ngũ sắc Imari ngũ sắc vàng, chuyển vàng nè. Cái này là họa tiết vẽ tay nha mọi người. Một lúc mọi người sờ vô nó rất là nổi khối. Đây, cái này là vẽ màu hoa nè, với mang màu sắc là xanh lá và đỏ chủ đề. Còn như mọi người thấy đây, mỗi set đều là mang một sắc thái khác nhau, rất là đẹp luôn. Đó, chưa kể trong dĩa, lòng dĩa là có một hoa nè, hoa cúc nè. Đó, dòng này nó cực kỳ đẹp, hàng mới 100% nha mọi người. Và đây là mã số 1, bộ này em giao lưu mọi người với giá là 2,5 triệu. Nếu mọi người ưng thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo em với số 0941028827. Và mọi sản phẩm em đều bao ship và bao bờ vỡ hết nha mọi người. Này, cực kỳ đẹp. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho mọi người là hàng mã số 2. Em xin phép xuống những cái hai cái trên màu sắc này đã. Rồi, mã số 2 này trước mặt mình chỉ thấy đó chính là một chiếc trao quan với hình dáng là dạng màu sắc là mộc nè. Đó, này được phủ lớp men nha mọi người. Họa tiết là cỏ nè, cỏ lau có kiểu đây. Còn đế của nó là đế mộc nha mọi người, cực kỳ xưa luôn. Đó, và chuyện của nó đây nha. Và chuyện của sản phẩm đây. Đó, hàng này là được hàng làm bằng tay hết nha mọi người. Cái phần miệng của nó đây, nó không được tròn đâu. Đó, chiếc chao quan này kích thước miệng là 12 xăng, miệng là 12 xăng, còn chiều cao của nó là tầm cỡ 8.5 xăng nha mọi người. Và hàng này em xin giao lưu mọi người với giá là 400.000, mã số 2 nha. Mã số 2 400.000 cho một chiếc trao quan mộc cốt xưa, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng này hàng xưa mà được bảo quản tới giờ mà không bị tóc mẻ là cũng hay rồi nha mọi người. Này là mã số 2 nha, 400.000. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người đó chính là một bộ sake men lam vẽ tay, cực kỳ đẹp luôn. Đó, như mọi người thấy trên bàn sản phẩm đều là, tất cả đều là hàng men lam vẽ tay hết. Đây, dáng này của nó là dáng hồ lô nha mọi người. Hàng này là hàng mới nha. Còn đây là miệng sô-cô-la nè, hàng vẽ tay chưa qua sử dụng. Gồm bộ này là gồm 2 bình và 5 ly. Thì em lên trước cho mọi người 1 ly để mọi người xem tham khảo thôi. Đấy, phần ly nè mọi người, được làm kính luôn, vẽ kính full ly luôn. Bên trong nè, men lam xanh nha, viền sô-cô-la, cực kỳ đẹp. Mọi người mua về có thể biếu tặng hoặc là để sưu tầm đều rất là được nha. Thì bộ này em xin giao lưu mọi người với giá là 1,6 triệu. 1,6 triệu cho bộ men lam này, chuyện mộc nè. Chiều cao miệng của ly là tầm 2.5 xăng, bình chứ, chiều cao là tầm cỡ 15 xăng nha mọi người. Còn về phần ly này, kích thước miệng á là 5.5 và chiều cao là 4 xăng. Và họa tiết của nó là được dạng làm theo kiểu bát giác nha. 8 cạnh. Mã này là mã số 3, em giao lưu mọi người với giá là 1,6 triệu. Mã số 3 giúp em nha. Rồi, đây,
một sản phẩm ngũ sắc men lam dễ làm tay xưa, bát giác luôn nha mọi người. Và đặc biệt cái này là hàng, này là hàng xứ cán mỏng nha, lúc mà sợ cầm lên tay rất là nhẹ, cực nhẹ luôn đó. Chuyện nè, bên trong còn có hoa nữa, viền là viền men lam dễ tay. À, tiếc là đây là ba chú tiểu, mỗi ly là ba chú tiểu nha mọi người. Cái này là dạng như chén ăn chè vậy đó, cầm cờ nè, đó cầm cờ nè. Đây kích thước miệng là, kích thước miệng là 10 cm, chiều cao là 8 cm. Thì hai cái chén này em xin giao lưu mọi người với giá là 250.000, 250.000 cho cặp chén này nha mọi người. Dạng vẽ tay bằng sứ cán mỏng, có thể gọi là thấu quang luôn đó. Chuyện đây mọi người lấy thì gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em với số 0941028827 nha mọi người. Rồi tiếp theo em lên cho mọi người một chiếc bình mộc, hàng này là hàng mới nha, đó được bảo quản rất là mới luôn. Chuyện nè, tem giấy nè, đó mộc siga. Này là họa tiết khắc cành đào nha mọi người. Đấy, men chảy phía này, mộc toàn thân luôn. Kích thước miệng của bình này là 12.5 cm, chiều cao của bình là tầm cỡ 21-22 cm nha mọi người. Thì phần bụng thì mọi người, nếu mà người ưng á thì có thể nhắn vô Zalo em sẽ đo lại kích thước phần bụng cho mọi người nha. Tại hôm nay em không có mang đủ dụng cụ. Rồi, thì bình này em xin giao lưu mọi người với giá là 1.1 triệu. Nếu mọi người ưng thì có thể chốt cho em làm mã. Cái bình này là 1.1 triệu, bình mộc, mã số 5. Cực kỳ đẹp. Họa tiết nè, cái này là nó làm điêu khắc vô nha mọi người. Đây. Đây mộc nè. Mộc tròn ở đây nè. Hôm nay có tem mát nữa. Rồi. Tiếp theo là mã số 6 em lên cho mọi người, đó chính là 5 chiếc chén chè. Chén nhỏ, chén này chén chè nha mọi người. Hàng ngũ sắc, sứ men lam nha. Chuyện là chuyện chìm nha mọi người. Viền sô-cô-la. Đó. Thì 5 cái chén này thuộc dạng như hàng là chưa sử dụng đến luôn. Mọi người mua gì có thể cúng đều được. 5 cái chén chè. Kích thước miệng là 8.5 cm, chiều cao là tầm 6 cm. Họa tiết đây ạ, à, em cho mọi người coi cận cảnh. Mỗi ô vuông là đều có một bông hoa khác nhau nè. Đó. Hình thoi rồi vẽ viền vàng nè. Đây. Rồi, 5 chén này em xin giao lưu mọi người với giá là 600. 600 cho 5 cái chén này nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Mọi đơn hàng em đều bao ship và bao bể vỡ cho mọi người nha. Mọi người chỉ cần kiểm tra hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng và code thôi. Rồi em xin xuống sản phẩm này và em lên cho mọi người sản phẩm cực kỳ đẹp là 8827. Rồi tiếp theo em lên cho mọi người đó chính là một cặp lân Stubuya. Đây cũng dễ mang lam luôn nha mọi người. Họa tiết nè. Đó, cặp này kích thước là 12 cm, chiều ngang là tầm 10-11 cm nha mọi người. Cặp này em xin giao lưu mọi người với giá là 600.000, 600.000 cho cặp lân Stubuya này. Đây cực kỳ đẹp. Rồi như sản phẩm cuối cùng em lên cho mọi người luôn, đó là một chiếc tô Imari, hàng full hộp. Và đây là cái hộp đó nha mọi người. Đây, hàng này hàng mới luôn. Em xin cất qua cái hộp. Mọi người thấy đây, men lam ngũ sắc nè, trong lẫn ngoài luôn, dạng hai da luôn nha. Đó, vẽ tay 100%. Hàng này là hàng Imari. Chuyện của nó là chuyện hay, như hai cây thông nè. Đó, chuyện mộc chìm. Bên trong, bên trong họa tiết ở giữa là vẽ vàng tùng trúc cúc mai. Đấy, phần trên này cũng viền vàng luôn nha, không bị phai luôn. Hàng này hàng được bảo quản rất là mới. Đó.
kích thước miệng của chiếc tô này là 19 xấp xỉ 19.5 20 xăng. Đường kính là 20 xăng nha mọi người. Đường kính này là 20 xăng nha. Chiều cao của nó là 10 xăng. Thì chiếc tô Imari này em xin giao lưu mọi người với giá là 2.3 triệu. Trên thị trường cái màu dạng này rất là hiếm nha. Cái dáng này mà dạng ngũ sắc kia thì nhiều, còn dạng ngũ sắc mà còn men lam thì rất là hiếm. Mã này là 2.3 triệu nha mọi người. Mã cuối cùng của sản phẩm hôm nay. Rồi, em xin chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.